Chào các bạn đến với kênh của Trần nha. Thì mình mang cái giỏ này tiếp theo. Bây giờ mình lộn lại đi. Lộn lại. Rồi. Bây giờ cái này mình sẽ đặt cái ngay giữa rằng mình cái này lại. Rồi mình bóp ngang đây lại ha. Rồi mình cắt bỏ cái phần thừa này luôn, dư chút đi. Rồi mình gặp vô đây mình may thêm một đường nữa cho nó chắc. Đây cũng vậy luôn. Rồi, lộn lại nha các bạn.
2 cm, một cái line 2 cm. Bên là 9 nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ lên. Sẽ ngoài đường đường lai trước nha. Cùng này mình cũng đã gần xong được cái túi rồi nha các bạn.
nuôi của bạn của mình á. Đó, bây giờ thì mình cái này mình thêm một đường nữa cho bộ đẹp á ta. Rồi xong, bây giờ mình vô cái quai này vô đây, thì hồi nãy mình đã chừa 5 phân đây, 5 phân thì mình mai cái này đi đây ra đó. Gạch dòi ra nó còn dấu mờ mờ 5 phân. Cái này cái đường mai này phải vô trong ha. Ok, chỗ này 5 phân đây. Rồi bây giờ mình sẽ mai cái quai vô, nó xong tiếp tục cái quay tiếp theo luôn nha.
gọi con một bên nữa và xong. Còn bên luôn nha các bạn, mai luôn nha. Rồi, như vậy là hoàn thành cái vỏ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ra những video tiếp theo nha. Tuổi 27 bị xuống 15 rồi, bị dài bị ngang 44 nha.